Thì bản thân Bảo Anh có một cái lý giải cho sự kiện xảy đến với mình không? Khi mà chuyện xảy ra, mình có rất là nhiều những cái hướng suy nghĩ khác nhau. Vậy thì tại sao không phải là một ca sĩ hay một diễn viên nào khác bị đồn cặp với Quang Huy mà lại là Bảo Anh? Anh Tùng cũng biết quản lý cũ của em. Đấy, thì quản lý của em thì chơi chung với lại anh Huy và chị Quỳnh Anh, thì thế nên mới kéo mọi người đi chơi chung với nhau. Nhưng mà cũng chỉ đi một vài lần thôi chứ cũng chả có nhiều. Thực ra là không có thân, nó chỉ là cái mối quan hệ trong showbiz thôi. Và cái công ty của anh Huy cũng đã mời em rất là nhiều lần để diễn rồi. Em cũng chẳng có quá thân thiết gì với lại gia đình anh Huy và chị Quỳnh Anh. Nhưng mà nếu như có những cái buổi mà đi diễn á, mà dính xô chung với nhau á, thì anh chị hay có hay rủ em đi ăn, thì em cũng có hay đi ngồi ăn, xong rồi ai là về nhà nấy thôi. Đấy, em không phải là người trực tiếp rủ, mà lúc nào cũng là anh chị rủ em đi, chứ em không bao giờ là cái người mà trực tiếp rủ đi cả. Trong những cái show diễn như vậy thì đi lúc nào cũng có hai anh chị hết á. Và thật sự em còn không biết là hai anh chị xảy ra chuyện gì cho tới cái lúc mà em gặp cái chuyện đó. Thì mọi người có hỏi là tại sao lại là Bảo Anh, thì em nghĩ là cái tin đồn này nó có từ hồi xưa, rất là cách đây khoảng mấy năm trước rồi. Trong một cái kỷ niệm đám cưới của ba mẹ anh Quang Huy hay là ba mẹ chị Quỳnh Anh gì đấy, thì cái lúc đó cái chị quản lý của em có gọi em đến để mà chung ngồi ăn chung cái tiệc đấy. Thì trong cái tiệc đó chị có em, chị quản lý em, rồi anh Huy, rồi chị Quỳnh Anh. Cái ngày hôm đó xảy ra một cái chuyện gây gổ ở trong cái buổi tiệc đó. Tại vì ở trong buổi tiệc đó thì chỉ có hai người nổi tiếng thôi, là Phạm Quỳnh Anh với lại Bảo Anh thôi. Thì mọi người lại đồn nhau á là hai cô này đánh nhau. Đấy, thì drama lên mà. Không có nghĩa là cái gây gổ đó là như thế nào, là của người khác á? Đúng rồi, nói chung là của người khác. Xong rồi sau đó mọi người mới nói là em với chị Quỳnh Anh là đánh nhau vì là ghen tuông với Quang Huy. Đấy, thì câu chuyện đó là như thế. Xong rồi sau đó thì chị Quỳnh Anh mới nói là mình không nên làm lớn chuyện lên, để chị chụp với em một cái tấm hình post lên Facebook. Thì chụp cái tấm hình đó xong á, thì post lên Facebook thì chắc là mọi người cũng không nghĩ gì nữa đâu. Mình cũng đâu có ngờ là tới một ngày nào đó tự nhiên nó lại có một câu chuyện như vậy đâu. Mà nói chung là mình cũng không muốn nói sâu về chuyện này nữa nè. Thật đau đầu lắm. Em không có nhu cầu để liên quan tới bất kỳ một người nào mà em không muốn liên quan nữa nha. Anh chỉ thắc mắc một điều rằng là bản thân Phạm Quỳnh Anh sao về cái tin đồn này nhỉ? Thì anh đi hỏi bà đi. Trong suốt cả một cái quá trình diễn ra câu chuyện đấy cũng không phản ứng, đúng không? Thì chuyện này làm sao em hiểu được là người ta đang nghĩ cái gì và người ta muốn cái gì? Thì đó, chỉ có một người duy nhất hiểu được là chị ấy thôi. Thì nếu mà cần thiết thì hỏi chị ấy thôi. Trong cái khoảng thời gian đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi là một người phụ nữ bỏ cả công việc, bỏ cả nghề nghiệp để lấy chồng, để sinh con, ở đằng sau hậu thuẫn cho chồng. Và bây giờ khi ly dị mới bắt đầu đi hát lại để bắt đầu lo cho cuộc sống, thì có khi nào là thôi nhân tiện vào cái chuyện này để gây tạo được một cái sự chú ý cho dư luận, tạo một sự thương cảm về phía mình không? Bản thân Bảo Anh có bao giờ nghĩ theo cái chiều hướng đó về Phạm Quỳnh Anh không? Thật ra là em không có nghĩ, nhưng mà người xung quanh em người ta nói vậy. Nhưng mà anh biết mà, em không bao giờ muốn người khác phán xét về em. Thế nên em cũng không bao giờ muốn phán xét về người khác nếu như em không có bằng chứng. Nhưng tất nhiên là trong cuộc sống này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mình hãy nên nghĩ một cái cách tích cực nhất. Mình hãy nghĩ tốt về những người xung quanh mình trước đi đã. Rồi còn chuyện gì sau đó thì em nghĩ là hồi sau nó sẽ rõ thôi mà. Cuộc đời nó cũng còn nhiều thứ mà mình phải trải qua nữa lắm, chứ không phải nó dừng ở đây đâu. Vấn đề quan trọng là mình còn tồn tại được đến cái thời điểm mà đến lúc mà mọi chuyện nó sẽ rõ hay không. Đúng không? Nhưng mà em nói thật luôn nhé, là bây giờ đừng có ai mà nhắc tên em chung với cái group mà của Phạm Quỳnh Anh, với cả nói chung là cái nhóm đấy.